Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Bún Đậu Anime đây. Hôm nay mời tất cả các bạn tiếp tục cùng mình theo dõi những diễn biến mới nhất của One Piece trong tập 1089 nhé. Trong tập 1087 trước đó, cuộc chiến trên đảo phụ nữ giữa Dâu Đen và nữ hoàng hải tặc Boa Hancock đang diễn ra ở giai đoạn cao trào. Nhất là khi Tít đã khống chế được cô nàng xinh đẹp thông qua năng lực trái bóng tối của mình. Thừa biết Hancock sẽ không hóa giải cho những người đồng đội, nên Dâu Đen quyết định sát hại đối phương nhằm chiếm lấy trái ác quỷ Mero Mero. Bỗng nhiên một luồng Haki Bá Vương cực mạnh được phát ra làm vô số hải tặc lăn ra bất tỉnh. Người làm ra điều này chính là vua bóng tối Silver Jaylee. Ông đã dự đoán việc hải quân sẽ tấn công nơi này, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến như vậy. Sau đó Jaylee đã dùng bá vương khí để khẻ Dâu Đen thêm một lần nữa, đồng thời yêu cầu hắn ta và Hancock phải lập tức kết thúc cuộc chiến. Nhờ vào đó mà Hancock mới có thể toàn mạng. Jaylee cũng thừa nhận bản thân không thể chiến thắng được Dâu Đen lúc này, nếu không dựa vào danh tiếng thì khó có thể dọa được hắn ta. Bất ngờ hơn, trước khi rời khỏi đảo Nữ Nhi, Dâu Đen đã quyết định bắt cóc Đại Takobi để thực hiện một âm mưu đen tối khác của mình. Cùng lúc đó, Sabo đã liên lạc với những người đồng đội trong quân cách mạng để giải thích bản thân không hề ám sát vua Cốp ra. Sau khi rời khỏi Wano, Băng Mũ Rơm đã biết được thêm nhiều tin tức khác đang xảy ra ở bên ngoài thế giới. Luffy nhất quyết không bao giờ tin việc Sabo giết chết cha của Vivi, đồng thời có ý định tiến tới thánh địa để giúp đỡ cô ấy. Các thành viên các cũng lo lắng cho Vivi giống như anh Lù, mỗi tội Zoro đã ngăn cản ý định tới Majin Joy của bọn họ. Anh chàng tin chắc rằng Vivi sẽ tự mình xử lý được, mà không cần tới sự giúp đỡ từ Băng Mũ Rơm. Sau đó Luffy đã kể cho những người đồng đội về quá khứ của ba anh em, cũng như ước mơ thầm kín trong lòng mình. Hóa ra cu cậu còn có một ước mơ khác còn lớn hơn cả việc làm vua hải tặc. Điều này làm các thành viên vô cùng bất ngờ và cho rằng đầu óc cậu đang có vấn đề. Tập 1089. Tiến tới chương mới, con đường của Luffy và Sabo. Jinbei phấn khích, cho rằng mình đã đi theo một gã thuyền trưởng khá rắc rối đây. Chủ tịch Chopper cũng có cảm xúc tương tự. Cậu ta tỏ ra thích thú và nói rằng mình yêu giấc mơ đó. Sanji đành bất lực, không biết phải làm sao khi cả thuyền trưởng lẫn bác sĩ đều háo hức như vậy. Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm tấm Pony Clip cuối cùng, để Luffy trở thành vua hải tặc nào. Nói thì dễ nghe lắm, thế nhưng đã từ rất lâu rồi kể từ khi có người nhìn thấy nó. Bây giờ nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây? Nghe Robin nói thế thì Chopper tỏ ra vô cùng lo lắng. Tuy không thể trả lời câu hỏi này, nhưng Phở Danh Kỳ nói rằng cứ đi tìm là sẽ thấy thôi. Giấc mơ của thuyền trưởng chúng ta sắp thành hiện thực rồi. Trong khi những người đồng đội bàn tán sôi nổi thì Luffy chỉ im lặng mỉm cười. Cùng lúc đó, tại trụ sở hải quân, những người lính đang giáo giết chuẩn bị thiết bị nghe lén cuộc trò chuyện của Sabo và quân cách mạng. Do tình hình đang khá khẩn cấp, nên Sabo không sử dụng xin truyền tin trắng để gây nhiễu. Qua đó hải quân mới biết được anh chàng đang liên lạc với những người đồng đội tại Kamabaka. Phải khó khăn lắm hải quân mới bắt được thông tin này, nên nhất định không thể bỏ lỡ nó. Song song với đó, lều báo Morgan hiện đang vô cùng phấn khích trước những biến động của thế giới trong khoảng thời gian gần đây. Từ việc các siêu tân tinh thế hệ tồi tệ nhất hạ bệ hai tứ hoàng tại Wano Quốc dẫn tới việc những tân tứ hoàng mới được khai sinh. Việc xóa bỏ hệ thống thất vũ hải dẫn tới sự thành lập của hội thập giá. Hải quân tấn công lãnh địa của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock và rồi Dâu Đen nhảy vào tham chiến biến nó trở thành một sự kiện vô cùng căng thẳng. Trên hết, quân cách mạng đang hoạt động sôi nổi trong những ngày qua. Tuyên chiến với Thiên Long Nhân, tham mưu trưởng Sabo ám sát đức vua Cốp gia của Alabasta. Ngoài ra, công chúa Vivi cũng đã biến mất. Những điều này là quá đủ để một kẻ săn tin bất chấp như Morgan cảm thấy điên cuồng rồi. Tại căn phòng quyền lực của lâu đài Pangaea, ngũ lão tinh đang theo sát tình hình thông qua xin truyền tin. Tín hiệu được phát ra từ vương quốc Lulusia, là một trong 8 quốc gia nổi loạn những ngày gần đây. Sau khi trở về từ hội nghị GYG, quốc vương Seki và công chúa Komane của vương quốc Lulusia đã bị phiến quân nổi loạn bắt giữ, hiện đang bị quản thúc trong lâu đài. Vài ngày trước, các sĩ quan quân cách mạng đã đến vương quốc này để khích lệ người dân nổi dậy. Đó là một địa điểm lý tưởng cho Sabo lánh nạn. Ngũ lão tinh nghe được tin này thì cho rằng đó là định mệnh, anh chàng này quả là xui xẻo. Trở lại vương quốc Kamabaka, việc Sabo vẫn bình an vô sự khiến mọi người bật khóc trong sự vui mừng. Ivankov và Morley là hai người lo lắng cho cậu ta nhất. Sabo đang cố gắng giải thích rằng mình không phải là người ám sát vua Cốp gia. Nghe được câu nói này từ chính Sabo khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, an tâm được phần nào. Tuy nhiên, tại Majin Joy, anh đã nhìn thấy một điều không tưởng. Nghe thấy vậy, Im-sama lập tức hành động ngay. Bỗng nhiên, bầu trời Lulusia bị một đám mây đen dày đặc che phủ. Cả vương quốc dần chìm vào trong bóng tối, và dường như đang có một vật thể khổng lồ nào đó ở trên bầu trời.
quốc vương và công chúa hiện đang bị bắt giam trong ngục. Họ liên tục chửi rủa, uy hiếp những binh lính phải thả mình ra ngay nếu không muốn bị bay đầu. Thực chất dân chúng cũng không muốn nổi loạn nếu như đức vua lo nghĩ cho mọi người. Thế nhưng lão ta vẫn còn ngoan cố, tỏ vẻ khinh bỉ những người dân đen thấp kém. Vậy thì ông bị phế truất cũng đúng thôi. Lúc ở Mazinzoi, Sabo đã thấy một kẻ nào đó đang ngồi lên ngai vàng không chủ. Ngũ lão tinh lập tức ra lệnh cho hải quân dừng việc nghe lén lại, bởi đây là thông tin tuyệt mật. Thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ kia khiến cho dân chúng Lulusia vô cùng lo lắng và sợ hãi. Lúc này, Imsama lạnh lùng bước đến chỗ bản đồ thế giới, rồi dùng bút gạch chéo vào vương quốc Lulusia. Ngay lập tức có chùm sáng chiếu xuống khiến cho Sabo sững người. Một điều lệnh được ban ra ngày hôm nay, đó chính là vương quốc Lulusia chưa từng tồn tại trong lịch sử. Tiếp đến hàng loạt tia sáng bắn xuống phá hủy toàn bộ hòn đảo. Toàn bộ dân chúng đều không thoát khỏi đợt công kích đó và phải bỏ mạng chỉ trong tích tắc. Tín hiệu của Sabo cũng biến mất theo đó. Nơi từng là vương quốc Lulusia giờ đây, chỉ còn lại một cái hố sâu không thấy đáy giữa mặt biển mênh mông. Nhiều ngày sau, con tàu của băng hải tặc Mũ Rơm đã tiến vào một vùng biển mùa đông lạnh giá. Khí hậu nơi này vô cùng khắc nghiệt khiến cho cả nhóm khá khó khăn trong việc di chuyển. Trong khi Luffy phấn khích tột độ thì Usopp và Bờ Giúp lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Thậm chí đến cả những con vua biển cũng khó khăn trong việc bơi lội. Dù thời tiết lạnh đến thế, nhưng Zoro vẫn cứ mặc phong phanh nên Sanji đã tới cả khi anh chàng. Kết quả là cả hai lại cãi nhau loạn cả lên. Nami thông báo cho Jinbei nên cẩn thận những tảng băng trôi. Với trình độ lái tàu siêu đẳng của mình, thì nhiêu đây không đủ để làm khó vị hiệp sĩ người cá. Do gió thổi quá mạnh nên Jinbei đành nhờ mọi người căng buồm lên. Nhanh như chớp, các thành viên tức tốc hành động. Riêng có Sanji và Zoro là ganh đua nhau từng chút một. Nami nói rằng có lẽ địa điểm kế tiếp sẽ là hòn đảo tuyết. Trái với những huyên náo bên ngoài, thì Robin cùng chủ tịch Chopper lại khá thư thả ở bên trong. Thấy đồng đội có vẻ đang gặp rắc rối nên Chopper quyết định ra hỗ trợ với chiếc mũ mà Otama đã tặng. Luffy phát hiện ra một thứ gì đó và lập tức báo cho Nami. Trông thứ trước mặt như là một chiếc vòi rồng khổng lồ đang hướng lên trời. Jinbei giải thích đây là xoáy nước ấm, được tạo ra nhờ sự chênh lệch nhiệt độ. Các thành viên tỏ ra ngạc nhiên và ngó ra để chiêm ngưỡng nhưng đâu phải là lúc này. Cần phải nhanh chóng né khỏi nó trước khi bị va chạm. Luffy nhận thấy có bóng người ở bên trong nước, thậm chí còn có cả tiếng kêu cứu thất thanh. Nhận ra là con gái nên Sanji sáng mắt đòi cứu cho bằng được. Trong tình thế này, Zoro muốn khởi động một chút nên ngỏ ý chém khối nước đó ra. Sanji yêu cầu anh chàng phải cẩn thận, nếu làm tổn hại tới quý cô kia thì sẽ phải nhận cái kết đắng. Zoro hít thở một hơi dài, rồi sử dụng chiêu thức điểu vũ cắt đôi khối nước ra xem bên trong đó là gì. Lúc này chủ tịch Chopper tò mò chạy ra bên ngoài. Ai ngờ gió to quá nên thổi bay cậu ta đi. Luffy vươn dài cánh tay để cứu đồng đội thế nhưng cũng bị cuốn đi nốt. Cả hai lơ lửng trên không trung một lúc lâu. Lúc này Robin cũng ra ngoài để xem tình hình thế nào. Bên trong khối nước lòi ra một đứa trẻ đang sặc sụa. Đó không phải ai xa lạ, mà là bụng không đáy Chewyzi Bonney thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Với số tiền truy nã 320 triệu Belly. Luffy vươn dài tay để nắm Bonney, cô nàng cũng đã tỉnh lại. Tuy nhiên Bonney báo với băng mũ rơm rằng con quái vật đó vẫn đang ở dưới chúng ta. Cả nhóm không hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn xuống thì đúng là có một con cá mập khổng lồ đang há miệng tính đớp tàu Sunny vào bụng. Thấy vậy nên Usopp hoảng sợ bỏ chạy, những thành viên còn lại thì sẵn sàng để đối phó với nó. Video review 1P tập 1089 kết thúc tại đây. Kế đến là những diễn biến chính trong tập 1090. Với tiêu đề là một hòn đảo mới, hòn đảo của tương lai, Egghead. Cả nhóm suýt nữa thì bị một con cá mập sắt khổng lồ nuốt chửng, cũng may là đã né kịp thời. Do đang ở trong thế bị động nên các thành viên không tài nào phản kháng lại nổi, và tàu Sunny đã bị lật ngửa. Thấy thuyền trưởng đang chìm nghỉm dưới biển, Jinbei đã lao tới ứng cứu còn các thành viên khác thì cố gắng ngoi lên trên. Bỗng nhiên có một con robot khổng lồ xuất hiện tung, ra cú đấm khiến con cá mập sắt lăn quay ra. Đợt công kích của con cá đã khiến băng mũ rơm bị chia làm hai nhóm. Luffy, Bonney, Chopper và Jinbei thì bị trôi giạt vào đảo Egghead. Nơi đây chính là văn phòng làm việc của tiến sĩ Vegapunk, một hòn đảo được cho là đi trước 500 năm tương lai. Những thành viên còn lại được con robot khổng lồ kia cứu mạng. Người chỉ huy của cá mập sắt và robot khổng lồ là một cô gái vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Cô ta đã tiết lộ mình chính là tiến sĩ thiên tài Vegapunk. Hòn đảo gần đó là căn cứ của Hải quân G-14. Tashiri cùng những đứa trẻ hiện đang có mặt ở đây. Helmeppo và Hibaza đang khóc lóc van xin đồng đội cùng mình đi tới đảo hải tặc để giải cứu Kobe khỏi tay tứ hoàng dâu đen. Tuy nhiên, có vẻ như việc này là bất khả thi.
Video review One Piece hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo. Bye bye!